Đầu tiên là chúng ta cần tìm hiểu cái việc là giao diện chúng ta làm việc của Photoshop như thế nào. Đây ạ, à, mọi người sẽ thấy ở đây là một cái giao diện làm việc của Photoshop mọi người nhé. Thật ra là nó khá là đơn giản thôi. Và khi mà đây là cái nút Menu Window, nếu trường hợp là chúng ta trong quá trình sử dụng mà cái giao diện nó hay bị lỗi hay là nó bị lệch thì chúng ta vào Window chúng ta reset lại. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi đến trong cái việc là hướng dẫn cho việc là tạo một cái file mới để chúng ta làm việc. Thì các bạn vào File New, sau đó là chúng ta đặt cái tên cho cái folder cho cái file của chúng ta làm việc như nào. Tiếp theo là mình chỉnh đến các cái kích thước. Và ở đây là một là có rất là nhiều những loại kích thước khác nhau. Ở đây là mình đang chọn pixel, nghĩa là trong đó nó có cả mm này, cm này, inch này, rất là nhiều, nó tùy vào cái mục đích sử dụng để in ấn hay là dùng sử dụng cho web thì chúng ta có thể là chọn cái kích thước chú ý của mình ha. Và độ phân giải dành cho internet hay là cho website thì thông thường chúng ta chọn cái resolution á là 72 được rồi các bạn nhé. Nếu trường hợp chúng ta sử dụng cho in ấn, chúng ta có thể chỉnh cái resolution lên tới từ 100 trở lên, 100 đến 300. Đây, rất là đơn giản như thế này không? Và cứ mỗi lần chúng ta tạo file mới thì các bạn có thể là vào file new, chúng ta tạo một cái file mới cho mình, là file làm việc đầu tiên. Đây là cái chế độ set vào cái pixel của máy tính tùy file, thông thường là để mặc định là 16. Và sau khi mà chúng ta tạo một cái file new rồi thì đây là cái file làm việc của chúng ta. Và để mà bắt đầu làm việc với cái file này thì chúng ta cần phải tìm hiểu các cái layer gọi là các cái lớp và để chúng ta làm việc. Và ở đây là mỗi cái phần làm việc chúng ta thì nó có một cái lớp khác nhau, rất là hay, rất là đặc biệt của Photoshop là như vậy. Vì mỗi lớp nó khác nhau thì chúng ta có thể là tùy chỉnh và hiệu chỉnh từng cái lớp đó thôi, và nó không ảnh hưởng tới toàn bộ cái file mà chúng ta thiết kế sau này. Thì cái lớp đầu tiên đó là background. Background là cái nền và nó có cái ổ khóa như thế này, chúng ta không có di chuyển được. Và nếu mà chúng ta không muốn di chuyển được, chúng ta click cấp vào cái ổ khóa đó và chúng ta mở ổ khóa nó ra. Và đây là chúng ta đặt tên cho cái layer background của mình. Và ở đây thì chúng ta có thể được chọn màu của cái layer này để chúng ta có thể phân biệt được. Nếu như mà trong quá trình chúng ta làm quá nhiều những cái layer gần giống nhau thì chúng ta set cho một cái chế độ màu để chúng ta biết được cái layer này nó đang thuộc cái group nào. Và các bạn sẽ thấy là trong mỗi một poster hay một cái file thiết kế thì nó có rất là nhiều màu sắc, có nhiều hình ảnh. Thì cứ mỗi hình ảnh như vậy thì nó là một cái lớp, một cái layer. Và nếu mà chúng ta trong cái vùng cái file làm việc của mình thì chúng ta đặt cái màu nó sẽ cùng giống nhau thì chúng ta dễ tìm kiếm trong quá trình chúng ta xử lý hơn. Rồi ha, đây rất là dễ để chúng ta có thể là làm việc với cái vùng này. Rồi, khá là đơn giản đúng không ạ? Rồi, ngoài ra thì để mà khám phá thêm cái layer hay cái lớp này thì các bạn có thể là tìm hiểu sâu hơn nữa. Từ tí nữa chúng ta sẽ đi vào những cái phần rất là đặc biệt của cái layer cái lớp này. Vậy thì sau khi mà chúng ta mở cái khóa rồi thì các bạn có thể là di chuyển cái lớp nền này, có thể là kéo thả, sau này có thể có đổi màu là cái phần mà cái nền. Và trường hợp mà nếu mà chúng nó không có cái lớp nền màu trắng như này thì cái layer là gọi là trong suốt, thì các bạn sẽ thấy là có một số hình ảnh đó chúng ta để nền trong suốt, và khi chúng ta kéo hình ảnh đó vào những cái background khác thì nó sẽ không có nền. Và khi mà chúng ta tìm file trên Google cũng thế, và chỉ cần các bạn tìm cái tên hình ảnh và cái đuôi là .png thì thông thường phần lớn nó là cái hình nền trong suốt, nghĩa là không có cái nền trắng, nó là trong suốt để chúng ta có thể đưa vào sử dụng cho các cái tác phẩm hay là cái file PowerPoint hoặc file Word một cách rất là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá thêm một vài cái công cụ. Đây là công cụ Brush. Và công việc là chúng ta cứ vẽ thôi. Các bạn có thể được khám phá thêm các cái công cụ như này nhé. Đây là công cụ vẽ. Chúng ta có thể là chọn bút, chọn độ lớn, vân vân. Rồi bây giờ là mình sẽ làm một cái layer tiếp theo.
để các bạn hình dung được là chúng ta đang sao tác khám phá cái phần mềm Photoshop này như thế nào. Nó có rất là nhiều những cái điều thú vị và khi chúng ta khám phá cái phần mềm Photoshop này, và trong quá trình các bạn làm thì chúng ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái công cụ cơ bản cần dùng trong quá trình là chúng ta làm việc. Còn lại Photoshop thì có rất là nhiều những cái công cụ và cái phương tiện cũng như là các cái hiệu ứng khác nhau thì chúng các bạn có thể là dành thời gian nghiên cứu thêm. Đây là cái công cụ đầu tiên là chúng ta vẽ ha, và sẽ là vẽ hình vuông, hình tròn, hình bo góc, hình ngôi sao vân vân. Thế đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái hình vuông đơn giản, hình chữ nhật đơn giản như thế này. Và các bạn để ý là khi chúng ta vẽ một cái hình thì chúng ta đã có một cái layer riêng gọi là retain đó, đó là layer của cái hình này, và chúng ta có thể là đổi màu tùy ý, màu xanh, màu đỏ, màu vàng tùy các bạn, màu nâu, màu xám vân vân. Và mục đích để tạo hình này là để chúng ta sử dụng các công cụ khác dựa trên cái hình này, tương tự như là sau này các bạn có thể là sử dụng trên các cái hình ảnh khác chứ không nhất thiết là cái hình như thế. Và đây là khi cái công cụ đầu tiên là rất là quan trọng chúng ta hay dùng, đó là công cụ di chuyển. Đây là công cụ đầu tiên có cái mũi tên đen, các bạn thấy á, khi chúng ta lít vào cái hình thì nó hiện ra các cái nút góc cạnh, đây thì thấy là các cái chấm góc cạnh, chúng ta có thể di chuyển lên xuống, ngang qua ngang lại vân vân. Và thì nếu như chúng ta chỉ di chuyển đúng một chiều thì sao, các bạn có thể là bấm phím shift cho nên chúng ta di chuyển lên, di chuyển xuống. Các bạn nhớ nhé, lúc này là không di chuyển ngang được. Và nếu như các bạn muốn di chuyển ngang thì chúng ta thả cái phím shift ra, sau đó chúng ta di chuyển ngang, sau đó chúng ta lại bấm phím shift, nghĩa là nó sẽ đi theo đúng một chiều thôi, đúng không ạ? Thế là các anh chị sẽ bấm, các bạn bấm nút di chuyển trước, sau đó thì chúng ta bấm nút shift thì chúng ta sẽ di chuyển theo đúng một chiều lên xuống qua trái qua phải, rất là thú vị đúng không ạ? Đảm bảo cho các bạn là chúng ta càng khám phá cái phần mềm Photoshop này càng nhiều, chúng ta sẽ thấy càng nhiều điều thú vị. Đây là nút Ctrl T, là trong quá trình mà chúng ta thao tác mà chúng ta muốn xoay cái hình ảnh này, thì xoay thì chúng ta cần có những cái hiện những cái biểu tượng dấu vuông các góc á, các bạn thấy á. Thì để hiện cái điều các cái biểu tượng đó, cái nút đó thì chúng ta bấm Ctrl T thì chúng ta mới xoay được, chúng ta kéo ngang được, chúng ta phóng to hình được, xoay ngang, xoay tròn, xoay vòng, thấy ha, xoay muốn xoay đó là xoay. Sau này là chúng ta sẽ khám phá thêm việc là chúng ta sẽ chỉnh từng cái góc thôi, nghĩa là một cái hình chữ nhật nó có bốn góc mà mình chỉ cần chỉnh một góc thì làm như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sau này ha. Bây giờ là chúng ta đi vào những cái rất là cơ bản như thế này thôi. Và chúng ta có thể là xoay bằng chỉ số, con số. Còn trường hợp nếu như là chúng ta muốn quay về từ đầu, chúng ta làm như thế nào? Bây giờ lỡ mà chúng ta muốn phóng to như thế này, mà chúng ta muốn quay lại cái lúc ban đầu mà chúng ta mới vẽ, kích thước ban đầu như vậy thì chúng ta cần làm như thế nào? Bây giờ lỡ nó to như thế này rồi, thì các bạn bấm vào cái nút biểu tượng này nha. Đấy, biểu tượng hình tròn cái dấu chéo ngang đấy, thì nó quay lại như ban đầu. Trường hợp mà nếu mà các bạn không bấm vào cái nút đó, các bạn có thể là bấm vào undo, nghĩa là Ctrl Z, Ctrl Z một lần thì nó quay lại một lần, và nếu mà các chị bấm là Ctrl Shift Z thì nó sẽ quay lại rất là nhiều lần đến khi nào như cái hình ban đầu chúng ta mong muốn thì là chúng ta dừng lại. Đây là chúng ta có hai hình thức, một là bấm vào cái biểu tượng hình tròn dấu chéo như trên, hai là chúng ta bấm